thầy chúc anh em trên đấy sớm được về nhà nhá, mạnh khỏe nhá, xét nghiệm kết quả tốt nhá. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thớt bát vàng xanh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta. Thầy tặng mỗi anh em ở đây, mỗi người một chiếc bánh chưng, giò thì hai người một cân giò, gọi là thôi nhiều no ít đủ. Xuân cách ly nhưng không cách lòng, nhằm chung tay hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch, sư phụ Thích Trúc Thái Minh và đại diện chư tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm, trao gần 200 chiếc bánh chưng chay cùng một số nhu yếu phẩm đến các cán bộ chiến sĩ, bộ đội, công an, y bác sĩ và người dân thực hiện cách ly tại 6 chốt kiểm soát, khu cách ly trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thế và nhân cái dịp Tết ấy thì hôm nay là Mặt trận Tổ quốc thành phố Uông Bí phối hợp cùng với lại chùa Ba Vàng là do Đại đức Thích Trúc Thái Minh chủ trì tới thăm, thế và tặng quà bằng hiện vật, bằng bánh chưng, bằng giò, bằng bánh kẹo để cho anh em ở làm nhiệm vụ cũng như là anh em ở trong cái khu cách ly này. Trực tiếp thăm điều kiện làm việc, thấu hiểu sự vất vả của các cán bộ, sư phụ đã gửi lời khích lệ và tán thán tinh thần hy sinh của mọi người. Đây là lán trại của anh em cán bộ chiến sĩ trực ở điểm khu vực cách ly. Đấy, rất là đơn giản, một cái lán lều trại tạm. Anh em ở đây rất là nóng, rất vất vả. Dựng ngay ở trên hè phố để mà anh em làm nhiệm vụ, rất là vất vả. Không khí xuân tràn ngập khắp phố phường với những lá cờ đỏ phấp phới hai bên đường. Chiếc xe chở đây qua, chở yêu thương của đoàn sư phụ và đoàn Mặt trận Tổ quốc thành phố vẫn bon bon trên đường, tiếp tục hành trình thiện nguyện. Bánh chưng cũng còn mới gói hôm qua đấy Sơn. Về cái là gói rất là Tết. Chuyển lên cho tất cả những người cách ly nhé. Ở đây chăm sóc cho các bệnh nhân nhé. Anh em phải nói là một sự hy sinh rất là lớn, phải đánh giá rất là cao. Trong cái ngày Tết thế này thì ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình. Nhưng vì nhiệm vụ và cũng vì cái trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, anh em như này thực sự thầy Thái Minh thay mặt cho tăng ni Phật tử chùa là ghi nhận và đánh giá rất là cao tinh thần phụng sự của anh em nhé. Thế đây là một chút món quà tuy rất là nhỏ bé thôi nhưng mà cả tấm lòng của các thầy đấy. Con là đại diện trường Cao đẳng Công nghiệp Xây dựng, cũng trong tổ hậu cần của cách ly đây thì rất là trân trọng và cảm động trước cái tình cảm của các thầy, rồi các ban đoàn thể đã dành tình cảm vật chất tinh thần đến tận nơi cơ sở cách ly để động viên anh em trực tiếp làm nhiệm vụ, và những công dân mà vô tình bị F1 phải cách ly đây trong ngày Tết này thì làm cho anh em cũng còn cảm thấy ấm áp và rất là trân trọng thì kính thầy sức khỏe, rồi tất cả thành viên trong đoàn mình có một xuân mới được an khang thịnh vượng và bình an. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Mỗi phần quà được trao gửi không chỉ có giá trị về hiện vật mà chứa đựng trong đó là niềm yêu thương và tâm đức từ bi của những người con Phật. Ít ai biết rằng, để chuẩn bị cho hành trình thiện nguyện này, chư tăng chư ni của chùa đã tự tay gói gần 200 chiếc bánh chưng đậm hương vị cổ truyền dân tộc, thông qua đó gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Chư tăng chùa Vàng thì cũng được sự chỉ dạy trên sư phụ là cùng nhau gói những cái chiếc bánh chưng thì cảm thấy là rất là ý nghĩa. Chính bản thân mình cũng được hòa vào cái công tác là chuẩn bị để chia sẻ tình thương với cộng đồng, để gửi gắm cho những chiến sĩ và cũng như là những người đang hy sinh thầm lặng tại tiền tuyến để chống dịch. Ngoài ra thì chư tăng cũng mong muốn chia sẻ một chút tấm lòng với lại những bà con đang cách ly để được ấm áp hơn trong những ngày Tết này. Thật đúng là gói nghĩa tình, gói yêu thương, dẻo thơm từ thuở lang liêu tới giờ. Mong sao các cán bộ chiến sĩ thưởng thức chiếc bánh nhỏ này cũng cảm nhận được nghĩa đồng bào trong đó để thêm động lực
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp nối và phát huy tinh thần tương thân tương ái này, Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng tại nhiều tỉnh thành khác nhau cũng có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm động viên tới các chiến sĩ biên phòng, lực lượng công an, bộ đội, tình nguyện viên đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, các chốt kiểm soát dịch. Cùng với cộng đồng xã hội, Chư Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng vẫn sẽ tiếp tục hướng về tâm dịch, mong nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Tin rằng, cùng với sự đồng lòng, chung sức và tình yêu thương của cả dân tộc, đất nước ta sẽ một lần nữa đẩy lùi dịch COVID-19, không cho nó lây lan ra cộng đồng, để nhân dân sớm được đón một mùa xuân di lặc, an lạc và sum vầy. Thầy chúc anh em trên đấy sớm được về nhà nhé, mạnh khỏe nhé, xét nghiệm kết quả tốt nhé.